theo kính đức đức tổng giám mục cùng quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý cộng đoàn, trước khi chúng tôi mời vị đại diện ban tổ chức có đôi lời cùng quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý cộng đoàn một vài thông báo quan trọng. Trong kính đức tổng giám mục Nguyễn Năng, tổng giám mục Sài Gòn, trong kính cha đại đức trưởng Remy Bùi Sơn Lâm cùng quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ, quý thành viên hội đồng mục vụ, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lời cảm ơn đầu tiên xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ tri ân của mỗi người chúng con. Qua lời thỉnh cầu của mẹ Maria, Chúa đã thương ban cho hai ngày đại hội tốt đẹp và những hoa trái thiêng liêng mà chúng con đã gặt hái được trong đại hội Thánh Mẫu năm nay. Kế đến, thay mặt cộng đồng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng thật nhiều đã không quản ngại đường xá xa xôi với tranh công nghỉ việc. Đức Tổng đã yêu ái dành sự quan tâm đặc biệt đến thăm viếng và thuyết giảng cho cộng đồng chúng con. Sự hiện diện của một vị mục tử đến từ quê nhà là vinh dự, là sự khích lệ lớn lao cho hành trình đức tin của mỗi người chúng con. Nay mai đây, Đức Tổng sẽ lên đường về lại quê nhà. Chúng con kính chúc Đức Tổng luôn mạnh khỏe, bình an và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ chủ tranh, và luôn mãi là tấm bánh được mẻ ra để trao cho đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao ban. Kính mong Đức Tổng luôn nhớ đến và tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho cộng đồng chúng con được luôn hiệp nhất yêu thương, trở thành trưởng thành hơn trong đức tin và mạnh dạn hơn giống chứng nhân tin mình giữa lòng đời. Cộng đồng chúng con ước mong được tiếp đón Đức Tổng trong những dịp kế tiếp. Đặc biệt vì công việc mục vụ, cha Hồng đã phải về sớm, con sẽ trực tiếp điện thoại để cảm ơn cha Hồng sau. Chúng con xin cảm ơn ban tuyên úy đã mời Đức Tổng và cha thuyết giảng, cũng như đã khuyến khích và nâng đỡ tinh thần ban tổ chức chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý thành viên hội đồng mục vụ, quý thành viên các ban ngành chuyên môn trong cộng đồng đã cùng đồng hành cộng tác với chúng tôi trong cái việc tổ chức giúp cho đại hội được thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn các gian hàng ẩm thực và các hội đoàn trong cộng đồng đã phục vụ cung cấp các món ăn thuần túy Việt Nam thật ngon miệng. Chúng tôi xin cảm ơn ca đoàn giáo đoàn Chocho hôm qua và ca đoàn giáo đoàn Vania. Right.